gầu là một hiện tượng rối loạn của da đầu, gây nên tình trạng là đóng vảy trắng thành từng mảng và lấm tấm ở trên tóc của chúng ta. Thông thường, khi tế bào dầu đầu da đầu cũ chết đi và các tế bào mới hình thành sẽ tạo nên những vảy nhỏ bong ra. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn bị gầu, số tế bào bị hủy đi rất nhiều và tạo ra những mảng vảy lớn và rơi xuống. Điều này không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn có thể làm ửng đỏ da đầu và gây khó chịu. Có rất nhiều cách để loại bỏ gầu một cách hiệu quả và dùng chanh là một trong những gợi ý dành cho bạn. Dầu chanh và dầu dừa. Cả chanh và dầu dừa đều có các tính chất chống vi khuẩn và có thể chống lại gầu gây nấm ẩm. Hơn nữa, dầu dừa có chứa chất ẩm giữ ẩm sâu làm sạch gầu hiệu quả. Bạn trộn dầu dừa ẩm 2 muỗng canh ấm 2 muỗng canh với nước chanh và khoảng 1 muỗng cà phê và xoa bóp hỗn hợp này lên trên da đầu của bạn. Để nó trong vòng 1 giờ và sau đó quấn tóc trong một miếng vải hoặc khăn ấm. Giữ trong khoảng 20 phút và gội đầu bằng dầu gội đầu. Cách thứ hai, bạn có thể dùng nước chanh và bột tỏi. Tỏi có chứa một chất kháng sinh có thể giết chết vi khuẩn gây gầu và các bệnh về da đầu. Bạn trộn bột tỏi 2 muỗng canh và nước chanh 1 muỗng canh để tạo ra một hỗn hợp. Bạn áp dụng hỗn hợp này trên da đầu và tóc, massage nó nhẹ nhàng và để trong khoảng 30 phút. Gội sạch bằng nước mát và dầu gội thảo dược. Lặp lại cách này thường xuyên để loại bỏ gầu. Cách thứ ba đó là nước chanh, dầu ô liu và gừng. Gừng hoạt động như một chất chống viêm và chống nấm. Dầu ô liu có thể củng cố và nuôi dưỡng mái tóc và da đầu của bạn. Kết hợp này không chỉ có thể làm sạch gầu mà còn ngăn ngừa sự tái phát của nó. Bạn nghiền nát gừng để lấy nước, trộn nước chanh tươi, dầu ô liu và nước ép gừng theo tỷ lệ 1:1:1. Trộn đều hỗn hợp này và thoa lên da đầu và nhẹ nhàng xoa bóp, chờ 30 đến 45 phút sau đó gội sạch bằng nước. Cách khác đó là nước chanh và giấm táo. Giấm táo có axit acetic có thể giết chết nấm gây ra da gầu và cũng làm sạch các tế bào da chết trên da đầu của bạn để ngăn ngừa nấm ngứa và khô. Bạn trộn giấm táo 4 muỗng canh với 2 nước chanh tươi 2 muỗng canh và trộn đều với nhau. Áp dụng hỗn hợp này trên toàn bộ da đầu bằng cách sử dụng một quả bóng bông. Sử dụng phương pháp này thường xuyên để có kết quả tốt nhất. Và một biện pháp cuối cùng chúng tôi muốn chia sẻ đó là nước chanh và trà xanh. Trộn bột trà xanh 2 muỗng canh và 1/2 chén vào chảo. Đun nóng cho đến khi bạn có được hỗn hợp nhất quán. Tiếp theo cho nước chanh tươi 1 muỗng cà phê vào khuấy đều và áp dụng hỗn hợp này lên da đầu bằng bông khi nó vẫn ấm. Để trong khoảng 15-20 phút sau đó gội lại bình thường. Và với các biện pháp trên, chỉ cần một quả chanh, gầu biến mất hoàn toàn và tóc sẽ xuân mượt chắc khỏe, không lo gãy rụng. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã xem video. Hãy like và share cho bạn bè và người thân nếu thấy thích. Và chia sẻ với chúng mình biết cảm nhận của bạn bằng cách comment bên dưới nhé. Và để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mới nhất, bạn chỉ việc đăng ký kênh bằng nút đăng ký subscribe ở góc phải dưới video. Chúc bạn một ngày hạnh phúc. Goodbye!